lại trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu về chiếc đèn ngủ tích hợp loa Bluetooth. Thì đây là sản phẩm này có chức năng là như là sử dụng như một chiếc đèn ngủ và một loa phát nhạc, hoặc là sử dụng chế độ rảnh tay của điện thoại. Và trên đây là một số thông số kỹ thuật của nó. Đây, sản phẩm sử dụng đã tích hợp pin 3,7V bên trong và sạc bằng nguồn DC 5V. Cái khoảng cách truyền Bluetooth là khoảng 10m. Đây. Thì bộ sản phẩm này gồm có đây là một chiếc loa, và đây là một số phụ kiện, và đây là cái phụ kiện nhà sản xuất kèm theo, đó là cáp sạc này, sách hướng dẫn và dây audio. Đây, sách hướng dẫn này, các bạn của tiếng Anh này. Đó. Đó, thì trên tay mình đây là chiếc đèn ngủ tích hợp loa Bluetooth. Đó. Sản phẩm có hình trụ tròn. Ở phía bên trên là có một chiếc loa 3W. Ở phía dưới này, ở phía này có một khe cắm thẻ nhớ SD. Đây, các bạn sử dụng cái thẻ nhớ này và con nhạc vào, cắm vào đây. Và một đầu line in để lấy tín hiệu trực tiếp qua cái dây đây. Đây. Có dây audio lấy từ điện thoại hoặc là các cái âm ly. Một cái jack DC 5V để nạp pin cho thiết bị. Các bạn sử dụng cái dây micro USB này, cắm vào đây để sạc pin cho chiếc đèn ngủ này. Các bạn có thể cắm vào sạc điện thoại, hoặc là ở đây mình có sạc dự phòng này, mình cắm vào sạc dự phòng cũng được. Đó, thì khi cắm sạc vào, ở đây sẽ báo đèn màu đỏ. Ở bên phía bên trái này có một số phím chức năng này, như phím bật tắt này, đây là phím next này, hoặc là tăng volume này, phím start stop này, play này, và phím quay lại này, và giảm âm lượng, phím mode để chọn các chế độ như là Bluetooth hay là SD hay là line in. Đó rồi, thì bây giờ mình sẽ check cái chức năng của đèn ngủ của nó. À quên, ở đây thì có một cái vòng cao su để giữ chặt cái thiết bị này khi mà mình đặt ở trên các cái bàn kính, và một cái móc treo này. Đấy, các bạn có thể treo lên lên trên cao. Đó. Ở phía trong này là có một cái nút reset để reset lại các cái chức năng về mặc định. Cái này thì mình ít khi dùng, khi nào mà nó bị đơ hay là lỗi thôi thì mình nhấn reset này, nó sẽ về cái cài đặt mặc định. Đó. Thì bây giờ mình sẽ check cái chức năng làm đèn ngủ. Đây, đầu tiên mình bật lên. Rồi. Thì mình sẽ ở đây có đấy, mình chạm vào là nó sẽ sáng đèn lên. Thì ở đây là mình đang để chế độ sáng ấm, trắng ấm này. Thì mình nhấn vào đây, chạm vào cái màn bảo vệ loa này, nó sẽ tăng giảm cường độ sáng của đèn ngủ. Đây này. Đó. Thì ở cái đèn này có, mình có thể chuyển thành các cái màu, tức là chọn những chế độ màu khác như đỏ, xanh rồi hồng. Thì các bạn chạm vào đây khoảng 5 giây. Đó, nó sẽ chuyển sang chế độ màu khác. Này, chạm màu xanh này. Xanh lá cây này. Màu hồng này, rất là đẹp. Mình đúp tức là chạm hai lần liên tục, nó sẽ chuyển về cái chế độ gọi là cái led này, cái đèn ở bên trong này, nó sẽ nháy theo nhạc mà mình khi mình bật. Đó, thì khi này là cái nó sẽ chuyển về chế độ nháy theo nhạc. Rồi, thì bây giờ mình sẽ test cái chức năng Bluetooth của nó. Còn các bạn có thể sử dụng
lấy tín hiệu nhạc từ các cái lấy tín hiệu nhạc từ thẻ nhớ SD hoặc là line in. Ở đây mình sẽ check với lại chức năng Bluetooth của nó. Thì đầu tiên các bạn phải chuyển về chế độ Bluetooth này. Đây là mình đang chuyển chế độ ấy rồi. Các bạn ấn vào. Lấy lõi từ tài liệu chiếc. Đấy, ấn vào mà đèn nó nhấp nháy này thì là đang chọn ở chế độ Bluetooth. Đây. Các bạn vào điện thoại. Vào Bluetooth này. Và Bluetooth lên thì tên thiết bị này có tên là LV2016 Plus. Các bạn kết nối này. Lấy lại Đó. điểm chỉ thành công. Kết nối thành công rồi. Thì loa sẽ báo và nhấp nháy đèn. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử mở nhạc này. Đó. Đấy, đèn nó sẽ nháy theo cái cường độ, tức là độ to nhỏ của nhạc đó. Các bạn có thể chuyển về nháy, tức là sáng lên. Đó. Có thể tăng giảm âm lượng trực tiếp trên điện thoại hoặc là trên thiết bị này. Đây. Next này. Hoặc là chuyển bài này. Nó sẽ tự động chuyển bài khác này. Tăng giảm âm lượng thì các bạn chỉ cần nhấn giữ các cái nhấn giữ phím đây phím quay lại hoặc là phím next next là tăng này. Đó. Giảm này. Đó, start stop này. Quẩy lên anh em. Rồi, thì cái chiếc đèn ngủ này nó có thêm một chức năng là thực hiện cái chế độ rảnh tay cho điện thoại. Đây, thì các bạn nhấn đúp này. Đấy, điện thoại sẽ gọi cái số gần nhất mà bạn gọi. Rồi, mình tắt đi. Rồi, thì trên đây nhóm vừa giới thiệu về cái đèn ngủ tích hợp loa Bluetooth. Các bạn có thể sử dụng nó để trang trí bàn bàn làm việc hoặc là để làm đèn ngủ. Và ý nghĩa nhất là các bạn có thể đem tặng các chị em. Rồi, thì video giới thiệu về cái sản phẩm và hướng dẫn sử dụng cái đèn ngủ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.